Mời quý vị đến với kênh Sức Khỏe Nhân Sinh. Trong chuyên mục rau củ quả hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi tìm hiểu một số những cái vitamin thiết yếu tiếp theo. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi. Vitamin B6. Vitamin B6 thì nhu cầu hàng ngày đối với nam giới là 1,4mg và nữ giới là 1,2mg trên ngày. Vitamin B6 còn được gọi là bisidosin, có liên quan đến việc hình thành và phân giải các axit amin, giúp cơ thể sản sinh insulin, các kháng thể giúp chống lại bệnh nhiễm trùng và một số chất dẫn truyền thần kinh. Vitamin B6 cũng góp phần sản sinh histamin, một hóa chất có liên quan đến các phản ứng dị ứng. Vitamin B6 đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra hemoglobin, giúp cho các phân tử oxy có thể liên kết với các phân tử hemoglobin. Một dạng của vitamin B6 được sử dụng để điều trị hoặc làm thuyên giảm một số chứng rối loạn như hội chứng tiền mãn kinh, bệnh tiểu đường, thời kỳ mang thai, chứng hen suyễn và trầm cảm. Vitamin này cũng giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch ở những người có hàm lượng axit amin, hormone citrulline trong máu cao. Một số bệnh do thiếu vitamin B6 gây nên. Các triệu chứng thể hiện tình trạng thiếu vitamin B6 ở mức độ nhẹ là môi nứt nẻ, da nhờn, dễ bong chóc hay là buồn nôn và tiêu chảy. Nếu tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng thì các triệu chứng sẽ là ăn không ngon, trầm cảm và có thể dẫn đến loạn chi. Bởi vì cơ thể cần vitamin B6 để chuyển hóa tryptophan thành niacin, nên tình trạng thiếu loại vitamin này còn có thể dẫn đến các triệu chứng giống như thiếu niacin như uể oải, mệt mỏi hay cáu gắt và lo lắng. Ngoài ra, một số chứng bệnh cũng làm giảm hàm lượng vitamin B6 trong máu như bệnh hen suyễn, bệnh suy thận, bệnh Hodgkin, bệnh thiếu máu do hồng huyết cầu hình lưỡi liềm và bệnh tiểu đường. Một số thực phẩm rất giàu vitamin B6. Cứ mỗi 100-200g các loại thực phẩm sau thì chứa ít nhất là 0,5mg vitamin B6, bao gồm thứ nhất là khoai tây, thứ hai là khoai lang, thứ ba là gạo lứt, thứ tư là hạt hướng dương, thứ năm là chuối, thứ sáu là quả bơ, thứ bảy là thịt gà, thứ tám là cá thu, thứ chín là cá đối và thứ mười là cá ngừ. Vitamin B12, nhu cầu hàng ngày ở nam giới là cần 1,5 microgram, ở nữ giới là 1,5 microgram. Vitamin B12 được giải phóng trong quá trình tiêu hóa thức ăn ở dạ dày. Để được hấp thu vào máu, nó cần phải kết hợp với một protein được gọi là yếu tố nội tại do dạ dày tiết ra. Vitamin B12 rất cần cho sự tăng trưởng và phát triển, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Cùng với folate, vitamin này cũng cần thiết cho quá trình sản sinh hồng cầu. Ngoài ra, nó cũng rất quan trọng trong việc duy trì các chức năng bình thường của hệ thần kinh, tham gia vào quá trình xây dựng ADN, giúp chuyển hóa chất béo và carbohydrate. Có mặt tự nhiên trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Tuy nhiên, ngày nay vitamin này đã được bổ sung vào nhiều loại thực phẩm khác. Những người ăn chay, đặc biệt là trường phái ăn chay không sử dụng bất cứ sản phẩm nào có nguồn gốc từ động vật, kể cả sữa, sẽ có nguy cơ thiếu vitamin B12 rất cao. Vì vậy, cần phải sử dụng thêm sản phẩm bổ sung vitamin này. Một số bệnh do thiếu vitamin B12. Tình trạng thiếu vitamin B12 có thể xảy ra ở những người không thể sản sinh được yếu tố nội tại, khiến họ phải đối mặt với nguy cơ mắc chứng thiếu máu ác tính. Vì vitamin B12 được hấp thu ở ruột non, nên những người đã bị phẫu thuật cắt bỏ hồi tràng cần phải được tiêm vitamin này. Nhiều người cao tuổi mất khả năng sản sinh axit dạ dày và men pepsin, một loại enzyme có thể tách vitamin B12 ra khỏi thức ăn. Chính vì vậy mà họ hấp thu được ít vitamin B12 hơn. Do đó, người cao tuổi cũng là đối tượng cần phải bổ sung thêm loại vitamin này. Ngoài ra thì người cao tuổi có thể có quá nhiều vi khuẩn trong dạ dày, một loại vi khuẩn thường bị axit dạ dày tiêu diệt.
Các vi khuẩn này sử dụng gần hết vitamin B12 do thức ăn cung cấp, chỉ chừa lại một lượng rất ít cho cơ thể sử dụng. Các triệu chứng thể hiện tình trạng thiếu vitamin B12 bao gồm thiếu máu hồng cầu khổng lồ, tổn thương dây thần kinh, thường cảm thấy ngứa dâm gian ở bàn tay và bàn chân, viêm ở lưỡi và miệng. Tình trạng thiếu hụt kéo dài có thể gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Chứng mất trí cũng có liên quan đến tình trạng thiếu vitamin B12. Một số thực phẩm cung cấp vitamin B12. Cứ mỗi 50 đến 250g các loại thực phẩm sau thì chứa ít nhất 0,5 microgram vitamin B12, bao gồm các sản phẩm sau. Thứ nhất là các sản phẩm từ sữa. Thứ hai là nội tạng động vật như gan, tim, cật. Thứ ba là trứng. Thứ tư là thịt bò. Và thứ năm là hải sản. Biotin. Về nhu cầu hàng ngày, nam giới cần 150 microgram, nữ giới cũng cần 150 microgram trên ngày. Biotin là một vitamin thuộc nhóm B, rất cần thiết cho sự chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo thành những dạng mà cơ thể có thể sử dụng được, chẳng hạn như chuyển hóa protein thành các axit amin, carbohydrate thành đường glucose. Bệnh do thiếu biotin: phụ nữ mang thai, những người lạm dụng rượu bia và những người không tiết ra đủ axit dạ dày, chẳng hạn như người cao tuổi, có thể có hàm lượng biotin rất thấp. Các triệu chứng và dấu hiệu của tình trạng thiếu biotin bao gồm viêm da, rụng tóc, đau cơ, ăn không ngon, buồn nôn, các vấn đề về thần kinh, hàm lượng cholesterol trong máu cao, thiếu máu do giảm lượng hemoglobin. Một số thực phẩm cung cấp biotin: cứ mỗi 25 đến 100g các loại thực phẩm sau thì chứa ít nhất 1,5 microgram biotin, bao gồm thứ nhất là bông cải trắng, thứ hai là nấm, thứ ba là gan động vật, thứ tư là lòng đỏ trứng, thứ năm là cá thu, thứ sáu là cá mòi, thứ bảy là đậu phộng, thứ tám là men, bao gồm là rượu, bia, bánh mì, thứ chín là gạo lứt và thứ mười là đậu nành. Folate. Về nhu cầu hàng ngày thì nam giới là 200 microgram, nữ giới là 200 microgram. Đây cũng là một vitamin thuộc nhóm B, còn được gọi là folacin hay acid folic. Cơ thể không thể tự tạo ra folate. Loại vitamin này chỉ có thể được lấy từ thức ăn hoặc các sản phẩm bổ sung folate. Folate giữ vai trò thiết yếu trong việc hình thành ADN và ARN. Ngoài ra, nó còn quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển, cũng như đối với quá trình sản sinh các tế bào mới. Folate phối hợp với vitamin B12 để tạo hemoglobin và giúp chuyển hóa axit amin hemolysin thành methionine. Việc bổ sung đầy đủ folate trước và trong thai kỳ giúp làm giảm nguy cơ bị dị tật ống thần kinh như tật nút đốt sống ở trẻ em sơ sinh. Nếu bạn đang có ý định sinh con hoặc đang ở tam cá nguyệt thứ nhất của thai kỳ thì bạn nên bổ sung khoảng 400 microgram folate mỗi ngày. Một số bệnh do thiếu folate. Ngày nay tình trạng thiếu folate là khá phổ biến bởi vì nhiều người có chế độ ăn uống nhiều chất béo và các thức ăn đã qua chế biến mà lại rất ít rau, củ và trái cây. Tình trạng thiếu folate thường xuất hiện ở những người bị các chứng rối loạn đường ruột như bệnh Kuhn. Khi mắc bệnh này, bệnh nhân không thể hấp thu được folate và một số vitamin khác. Tình trạng thiếu folate ở người cao tuổi có thể là do chế độ ăn uống nghèo dưỡng chất và do diễn biến của tiến trình lão hóa. Ngoài ra, người cao tuổi cũng sản sinh ra ít axit dạ dày hơn. Loại axit này rất cần cho việc hấp thu folate. Một số loại dược phẩm và rượu bia có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu folate của cơ thể. Thiếu folate cũng gây ra bệnh thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ với các triệu chứng như mệt mỏi, thở gấp khi vận động vừa và da xanh xao. Các triệu chứng khác bao gồm tiêu chảy, sút cân, đau miệng, ợ nóng. Thiếu folate còn có thể làm cho hàm lượng hormone estrogen tăng cao, một nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Một số thực phẩm cung cấp nguồn folate: cứ mỗi 85 đến 200g các loại thực phẩm sau
thì chứa ít nhất 30 microgam folate. Thứ nhất là bắp Mỹ, thứ hai là măng tây, thứ ba là bắp cải, thứ tư là bông cải trắng, thứ năm là đậu bắp, thứ sáu là các loại rau quả tươi có màu xanh, thứ bảy là đậu Hà Lan, thứ tám là cam, thứ chín là gan động vật, thứ 10 là đậu đen, 11 là đậu trắng và 12 là trứng. Cải bắp rất giàu folate, đồng thời còn là nguồn cung cấp dồi dào beta carotene, vitamin C, chất xơ và các hoạt chất tự nhiên có khả năng phòng chống bệnh ung thư rất tốt. Vâng, thì thưa quý vị, đó là 4 cái vitamin tiếp theo trong số 13 cái vitamin thiết yếu mà tôi muốn gửi tới quý vị. Còn 4 cái vitamin nữa thì do cái thời lượng video này cũng đã dài nên tôi sẽ chia sẻ 4 cái vitamin này ở trong cái video tiếp theo. Hy vọng thì video này cũng đã mang lại cho quý vị những cái thông tin bổ ích. Nếu như quý vị yêu quý video này cũng như là quý vị quý mến tôi thì cũng ủng hộ tôi bằng cách là chia sẻ cái video này ra cộng đồng, và đồng thời thì cũng đăng ký kênh của tôi để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo. Bây giờ thì tôi xin dừng video này ở đây. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe.